MacBook Pro vì lỗi pin quá nóng, nguy cơ cháy nổ. Trong thông báo được đưa ra Apple cho biết, chỉ số lượng giới hạn sản phẩm bị ảnh hưởng bởi lỗi này là những mẫu MacBook Pro màn hình Retina kích thước 15 inch, phiên bản 2015, được bán ra trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 2 năm 2017. Apple không công bố số lượng chi tiết sản phẩm bị lỗi, nhưng giới công nghệ dự đoán con số này không phải là nhỏ. Apple cũng không công bố lý do cụ thể gây ra lỗi, chỉ cho rằng pin trên sản phẩm bị lỗi và có thể bốc cháy để kiểm tra xem sản phẩm của mình có thuộc diện thu hồi hay không. Người dùng trên toàn cầu đang sở hữu những chiếc MacBook Pro Retina 15 inch có thể truy cập vào trang web của Apple. Tại đây điền số series sản phẩm của mình vào khung chống rồi nhấn nút Submit để kiểm tra. Nếu sản phẩm thuộc diện thu hồi và đủ điều kiện, Apple cho biết sẽ thay pin miễn phí cho người dùng để đảm bảo an toàn. Điều này cũng sẽ giúp pin trên MacBook Pro của người dùng có được tuổi thọ lâu hơn. Tuy nhiên việc thay pin sẽ phải mất khá nhiều thời gian. Người dùng sở hữu sản phẩm thuộc diện thu hồi sẽ phải gửi MacBook của mình đến một trong những trung tâm sửa chữa của Apple và ước tính sẽ phải mất từ 1 đến 2 tuần để hoàn tất việc thay pin. Ngoài ra, pin được thay sẽ không thuộc diện được mở rộng bảo hành của Apple, không rõ vì lý do gì Apple lại mất khá nhiều thời gian như vậy để thay pin trên sản phẩm của mình. Và đây là một tin không vui với những ai thường xuyên cần máy tính cho công việc của mình. Apple cho biết sự cố này không ảnh hưởng đến các mẫu laptop MacBook khác được bán trong cùng thời điểm. Hồi tháng 4 vừa qua, Apple cũng đã phải thu hồi một số mẫu MacBook Pro màn hình 13 inch phiên bản 2016 vì lỗi pin, nhưng không rõ nguyên do lỗi của hai đợt thu hồi này có liên quan với nhau hay không. Hiện Apple chưa đưa ra bình luận gì về đợt thu hồi và thay thế pin trên sản phẩm của mình.